các tiên tri. Xuyên suốt lịch sử của dân Israel, Đức Chúa Trời đã sai nhiều tiên tri đến với họ. Các tiên tri nghe các sứ điệp từ Đức Chúa Trời, rồi nói lại với dân chúng về các sứ điệp đó. Eli là một tiên tri vào thời Ahab làm vua, cai trị khắp vương quốc Israel. Vua Ahab là một kẻ độc ác, đã xúi dục dân chúng thờ một thần giả là Ba Anh. Tiên tri Eli đã nói với vua Ahab rằng, sẽ không có mưa và sương trong vương quốc Israel cho đến khi nào ta nói có. Điều này khiến vua Ahab rất tức giận. Đức Chúa Trời bảo Eli đi tới một con suối ở một nơi hoang vắng để trốn khỏi Ahab vì vua muốn giết ông. Mỗi sáng và chiều tối, các con chim sẽ mang bánh và thịt tới cho Eli. Ahab và đội quân của ông ta tìm bắt Eli nhưng chúng không tìm thấy ông. Trận hạn hán nặng đến mức con suối bị cạn khô. Vì vậy Eli sang một nước láng giềng ở đó có một người đàn bà quá và con trai bà gần như sắp hết sạch đồ ăn vì một nạn đói do thiếu mưa gây ra. Nhưng họ vẫn tiếp đãi tiên tri Eli và vì điều này mà Đức Chúa Trời cung ứng cho họ nhiều đến mức bột mì trong hũ và dầu trong bình chẳng khi nào cạn. Họ đã có đủ đồ ăn trong suốt thời gian nạn đói xảy ra và Eli ở đó trong vài năm. Sau 3 năm năm rưỡi, Đức Chúa Trời phán bảo Eli trở về Israel và nói với vua Ahab rằng Ngài sắp cho mưa trở lại Vừa khi Ahab thấy Eli thì nói Người đây rồi Kẻ làm rối loạn Israel Eli đáp rằng Chính vua mới là kẻ làm rối loạn Israel Vì vua đã bỏ Jehovah Đức Chúa Trời chân thật Mà thờ thần ba anh Hãy nhóm tất cả dân chúng của Israel Tại núi Cạt Mên Tất cả dân Israel Trong đó có 450 tiên tri của thần ba anh Đến núi Cạt Mên Eli nói cùng dân chúng rằng Các ngươi cứ lầm lạc cho đến bao giờ nếu Jehovah là Đức Chúa Trời, hãy hầu việc Ngài, còn nếu Ba-anh là Đức Chúa Trời, hãy hầu việc hắn. Sau đó, Eli nói với các tiên tri của thần Ba-anh rằng: Các ông hãy giết một con bò và chuẩn bị nó làm sinh tế và chớ châm lửa, ta cũng sẽ làm giống như vậy. Thần nào trả lời bằng lửa thì đó chính là thần chân thật. Vì vậy, các thầy tế lễ của thần Ba-anh chuẩn bị dâng sinh tế nhưng không châm lửa. Sau đó, các tiên tri của thần Ba Anh cầu khẩn với Ba Anh. Hỡi thần Ba Anh, xin nghe chúng tôi. Chúng cầu khẩn, la hét, thậm chí còn lấy dao cứa vào chính mình, nhưng vẫn không có sự đáp lời. Đến cuối ngày, Eli chuẩn bị sinh tế dâng cho Đức Chúa Trời. Sau đó, ông bảo dân chúng đổ 12 bình nước lớn lên trên của tế lễ cho tới khi thịt, củi và thậm chí cả nền đất xung quanh ban thờ hoàn toàn bị ướt. Sau đó, Eli bắt đầu cầu nguyện Lạy Jehovah, Đức Chúa Trời của Abraham, Isaac và Jacob, xin hãy bày tỏ cho chúng tôi thấy Ngài là Đức Chúa Trời của Israel và tôi là đầy tớ của Ngài. Hãy trả lời tôi để những người này sẽ biết rằng Ngài là Đức Chúa Trời chân thật. Ngay lập tức, lửa từ trời giáng xuống thiêu cháy thịt, gỗ, đất, đá và thậm chí cả nước ở xung quanh bàn thờ. Khi dân chúng thấy vậy thì quỳ sấp xuống đất và hô rằng: Jehovah là Đức Chúa Trời, Jehovah là Đức Chúa Trời. Sau đó, tiên tri Eli bảo rằng, chớ để bất kỳ một tiên tri nào của thần ba anh trốn thoát, vì vậy dân chúng bắt các tiên tri đó lại, đem chúng ra khỏi đó và giết đi. Sau đó, Eli nói với vua Ahab rằng, hãy mau trở về thành vì sắp có mưa. Không lâu sau, bầu trời trở nên đen kịt và bắt đầu mưa to. Đức Jehovah đã làm dứt trận hạn hán và chứng tỏ rằng Ngài là Đức Chúa Trời chân thật. Sau thời tiên tri Eli, Đức Chúa Trời chọn một người tên là Elise làm tiên tri của Ngài. Đức Chúa Trời đã làm nhiều phép lạ thông qua Elise. Một trong những phép lạ đã xảy ra cho Naaman, một tổng chỉ huy của kẻ thù của Israel đang bị mắc bệnh ngoài da rất kinh khủng. Naaman đã nghe nói về tiên tri Elise, vì thế ông đến kêu cầu Elise chữa lành cho mình. Elise bảo Naaman hãy ngâm mình bảy lần dưới sông Jordan. Lúc đầu, Naaman rất tức giận không làm như tiên tri bảo, vì chuyện này dường như thật ngớ ngẩn. Nhưng sau đó Naaman thay đổi suy nghĩ và ngâm mình xuống sông Giô Đanh 7 lần. Đến lần thứ 7, khi Naaman ra khỏi nước, thì da của ông đã được chữa lành hoàn toàn. Đức Chúa Trời đã chữa lành cho ông. Đức Chúa Trời đã sai nhiều tiên tri đến. Tất cả các tiên tri này đều bảo dân chúng hãy dừng việc thờ lại các thần tượng và bày tỏ sự công chính và lòng khoan dung với người khác. Các tiên tri cảnh báo dân chúng rằng nếu họ không ngừng làm điều ác và không vâng lời Đức Chúa Trời thì Ngài sẽ phán xét và trừng phạt họ. Hầu hết thời gian đó, dân chúng đã không vâng lời Đức Chúa Trời. Họ thường ngược đãi các tiên tri và thậm chí còn giết họ nữa. Một lần kia, tiên tri Jeremy bị thả xuống một cái giếng cạn để cho chết. Ông bị ngập trong bùn dưới đáy giếng, nhưng sau đó vua Israel lúc bấy giờ đã động lòng thương xót ông và ra lệnh cho các tôi tớ mình kéo Jeremy ra khỏi giếng trước khi ông bị chết. Các tiên tri tiếp tục nói về Đức Chúa Trời mặc dù dân chúng ghét họ. Các tiên tri cảnh báo dân chúng rằng Đức Chúa Trời sẽ hủy diệt họ nếu họ không ăn năn và nhắc nhở cho dân chúng lời hứa về đấng Messiah của Đức Chúa Trời sẽ đến.